Theo đại diện cảng Nội Bài, số khách thực tế về cảng chỉ có 233, trong khi dự kiến ban đầu khoảng 400 khách, hầu hết là người Việt về nước. Đây là những khách của 4 chuyến bay từ Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và Macau. Bên cạnh đó, Tân Sơn Nhất nhiều nhất với 519 khách, Cần Thơ 336 khách, Cam Ranh 282 khách. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không, các hãng hàng không phải dừng vận chuyển hành khách người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian áp dụng bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3. Bộ cũng chỉ đạo ngành hàng không tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách là người nước ngoài rời Việt Nam.